Là em đến tháng thì chắc chỉ có mấy ngày đầu thôi, ba Ừ. bốn ngày thôi, nhưng mà đợt này kiểu là nó rong cả tuần luôn Ừ. mà nó không ra nhiều, nó ra ít, Ừ. Ừ. xong bắt đầu quay ra kiểu mình bí, nó có hiện tượng ngứa. Ừ. 35 tuổi rồi chị, cũng muốn Ờ. bảo vệ bản thân mình sức khỏe thôi. Rất 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 nhiều người vì lý do là trước đây hay phải đi viêm tái đi tái lại, mà cái điều đó làm cho phụ nữ mất tự tin. Mất tự tin bởi vì bản thân mình tự nhiên thấy mùi hôi hoặc ngứa, hoặc ngó ngáy khó chịu ấy, rồi ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng chăn gối nữa chứ. Thì cái sản phẩm này nó giúp cho cân bằng lại cái môi trường âm đạo cho em. Đồng thời là cái môi trường bàng quang và đường tiết niệu cũng được 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 bảo vệ lây nữa. Đấy. Không, thực ra thì 35 tuổi rồi chị, cũng muốn Ờ. bảo vệ bản thân mình sức khỏe thôi. Cảm thấy nó không ổn thì mình muốn dùng sản phẩm. Không ổn tới khi nào? Nói chung là từ lúc mà đặt bao đầu đến Là xong kinh, dòng bị xong kinh. kinh. Xong đến lần này bắt đầu là bị lại đó, đến tháng rồi đến lại đó. Thì lại em thấy nó có hiện tượng ngứa. Ừ. Mà ngứa thì lúc đấy em mới nhắn tin hỏi Ừ. bác sĩ đấy. Ừ. À. Thì triệu chứng á, mà thông thường sau khi đặt vòng ấy, có người thì bình thường nhưng có người thì sẽ có dòng kinh. Ừ. Khi mà nhất là cái vòng nội tiết thì bởi vì cơ địa của mỗi người sẽ khác nhau. Thì đưa một cái vòng hay một cái dị vật đưa vào thì nó có dòng kinh, thì phụ nữ mà bị dòng kinh nhiều á, thì nó sẽ có thể hơi ẩm ướt. Ẩm ướt thì có thể là nó bị hơi ngứa hoặc có thể có những người hôi. Thôi em nghĩ là mọi khi á, Ừ. là em đến tháng thì chắc chỉ có mấy ngày đầu thôi, ba Ừ. bốn ngày thôi, nhưng mà đợt này kiểu là nó rong cả tuần luôn Ừ. mà nó không ra nhiều, nó ra Ừ. ít, Ừ. xong bắt đầu quay ra kiểu mình bí, Ừ. mặc đồ nó bí thì Tại kiểu vì nó khi mình bị rong kinh thì mình hay đóng băng vệ sinh. Đóng đúng băng vệ sinh thì cái lớp dưới của băng vệ sinh nó là ni lông, không? cho nên là nó sẽ ẩm hầm. Hầm thì nó sẽ làm cho cái vùng kín nó bí, đúng không? Dạ, Thế thì có cảm cảm giác giác là khó nó chịu, khó đúng chịu, rồi. ngứa. Ờ. Mà Thì cũng nên có nhiều người giống tình trạng em, có nhiều người thì có bầu, có nhiều người thì dùng sau đợt kháng sinh, có nhiều người thì sau đặt vòng hoặc là sau sau một cái đợt bị rong kinh thì hay có một cái tình trạng là bị ngứa này hoặc là bị hầm này, bị hôi này, đấy. Những cái triệu chứng chung chung là như thế, đúng không? Ừ. Thì cái vấn đề á, là chúng ta phải biết là cái môi trường âm đạo của chúng ta là một môi trường cân bằng nhau. Nửa cái gọi là 50% đi. Là vi khuẩn có lợi, 50% là vi khuẩn có hại. Lúc nào nó cũng cân bằng với nhau ở chỗ đấy, chứ không phải là bảo vi khuẩn của em chả bao giờ có hay là sạch lắm nó bị đâu đâu. Thì khi mà có một cái đợt như thế nó sẽ bùng lên cái vi khuẩn có hại ấy. Đấy, thì cái sản phẩm này nhá, đó là men. Men thì không có khả năng điều trị. Nói thẳng luôn cho em biết, cái men này là mình sẽ hỗ trợ điều trị thôi và giảm tình trạng gọi là bị tái phát đi tái phát lại của một cái người hay bị viêm tái đi tái lại đấy. Chứ không phải sản phẩm này là điều trị. Thì những cái bạn mà đang bị viêm nhiễm, ví dụ do bị nấm thì phải điều trị đợt viêm do âm đạo do nấm. Cái bạn mà bị nhiễm khuẩn thì cũng phải điều trị cái đợt nhiễm khuẩn đã, xong rồi song song đó thì Mới sử sử dụng cái men dụng. này. Đúng rồi. Ok, chị bóc ra nha để chị hướng Dạ, dẫn cho em dạ. cách sử dụng nha. Thì cái men này đóng gói là 30 viên cho một hộp này, sử dụng được một tháng, mỗi ngày một viên. Thì em đăng ký là 3 hộp là 3 tháng đúng không? Liệu trình là 3 tháng. Đây chị sẽ mở cho em, còn tem còn bây giờ chị vẫn đang uống, nhưng mà bây giờ chị mới đang uống đến hộp thứ ba rồi mà chị vẫn tiếp tục uống ấy. Em thì biết là cái này thì dùng liên tục thì rất là tốt, nhưng Ừ. mà nói chung là nếu không có điều kiện dùng ít nhất 3 tháng liên tục đã. Ừ, đúng rồi, đúng Đấy rồi, thì chính xác đấy. nghỉ nghỉ một thời gian rồi bắt đầu kiểu Đúng uống rồi, đó. đúng rồi. Đây, cái hộp nguyên đai nguyên kiện nó như này nhá. Ừ, cái này của Đức. Thì khi mà mình sử dụng như này này, đây nhá, mở nắp ra cho em tại vì lấy thì chị mới dám mở đấy. Khui nguyên đai nguyên kiện như này, cái tem chống hàng giả đấy. Đây thì mở nắp ra nhá. Cái bao này gọi là cái đặc thù của cái loại sản phẩm này men ấy, thì bọn chị sản xuất là gọi đại khái là cái nắp bảo vệ đi. Thì ở đây á, là tuyệt đối là không được vứt cái nắp này đi. Em sẽ phải giữ nguyên cái này nha. Thì khi mình sử dụng một viên ở trong này thì mình đậy nắp lại thì nó bảo vệ cho cái viên những viên kế tiếp tốt hơn. Và cái này không cần phải để tủ lạnh. Tiện mang đi theo cái túi xách của mình. Và mỗi lần sử dụng em chỉ lấy một viên thôi. Và cái nắp này này nó bảo vệ cho những cái viên sau. Cho Có nên gì chị đừng bóc có. bóc bóc giúp luôn Ok. cái phần đấy. Cái này gọi là cái vỏ bao phin đấy đây. Thấy chưa? Và khi em lấy xong cái viên đó thì em lại đậy lại. Có nhiều người không biết lại ném cái Đúng này đi. rồi, chính xác ạ. Đợt em cũng thấy có một cái như là mình mua nhiều cái Ừ. loại thuốc giống như kiểu cái nội tiết tố á, Ừ. là có cái nắp đấy nhưng mà em toàn vứt đi thôi. À đấy thì chị mới, Dạ. đấy hôm nay chị mới bảo em là để cho chị hướng dẫn cho em để cho nó kỹ hơn đấy. Thì cái này á, mình chỉ cần lấy một viên sau đấy thì mình đậy lại thì nó bảo vệ được những cái viên kia cũng như là viên đầu sử dụng luôn.
nha, không cần để vào tủ lạnh, mang theo túi sách công tác, tất cả mọi thứ đều có thể dùng những cái viên sao bình thường. Một hộp này thì dùng được một tháng. Một viên này em sẽ uống vào buổi sáng với một ly nước ấm. Cái viên này mục đích để cân bằng vi khuẩn cho cái đường đường tiết niệu và cái đường âm đạo cho em. Vùng kín ấy, nói chung là vậy đó. Thì không hẳn là một mình cái vùng kín đâu, mà nó bảo vệ luôn cả cái đường tiết niệu và bàng quang. Ngoài 2 tỷ lợi khuẩn, nó còn thêm hai cái thành phần chống bám dính nữa. Thì công nghệ rất là đặc biệt. Và hầu như nhá, bây giờ em chỉ cần nghe hoặc là nhìn những cái feedback, những cái các bạn mà đã sử dụng rồi em biết rồi đấy. Rất nhiều người cảm ơn chị vì lý do là trước đây hay phải đi viêm, tái đi tái lại, mà cái điều đó làm cho phụ nữ mất tự tin. Mất tự tin bởi vì bản thân mình tự nhiên thấy mùi hôi hoặc ngứa, khó ngáy, khó chịu, rồi ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng, chăn gối nữa chứ. Thì cái sản phẩm này nó giúp cho cân bằng lại cái môi trường âm đạo cho em. Đồng thời là cái môi trường bàng quang và đường tiết niệu cũng được bảo vệ lây nữa. Đấy, nha. Chứ không phải là để điều trị đâu, hình dung chưa? Nó giúp cho cân bằng. Thì khi cân bằng giữa vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại, thì nó sẽ không có bùng phát đợt viêm. Đấy, hỗ trợ cho em cái điều đấy nhá. Đấy, chị hiểu nôm na, nó là một cái men vi sinh. Ở ngày trước mình hay bị rối loạn đường tiêu hóa đi, thì mình sẽ có thể là mình bổ sung men cái hóa. Men tiêu hóa ở. Thế còn này thì mình bổ sung men của đường vùng kín. Đấy, thì có bổ sung vào. Nếu mà mình cứ duy trì mỗi ngày một viên, 3 tháng là một liệu trình đấy. Thực ra thì em rất ít khi mà bổ sung những cái gọi là thực phẩm chức năng đó. Nhưng mà thế sao bây giờ thế sao? Tự nhiên là nghĩ ra bổ sung. Chị thì nói chung là từ khi mà em bầu á, bầu đứa thứ 3, nói chung là từ lên đây nói chung khá tin đúng không? Đúng rồi đấy. Thì nói chung là khi bác sĩ quảng cáo thì mình có cái niềm tin thì mình mới dám lấy thôi. Chứ còn không, cái này thì em nghe quảng cáo phía ngoài cũng rất là nhiều rồi. Chứ không phải là bây giờ mới nghe. Đúng rồi, men vi sinh thì có nhiều loại lắm. Men vi sinh thì có nhiều loại, có trên thị trường có rất là nhiều loại đấy. Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là mình mua của ai. Đúng rồi. Mình có tin hay không, đúng không? Mặt thật, mặt bác sĩ thật thế này, phòng khám mặt thật thế này, đúng không? Với lại mình đã tin, đã sử dụng bao nhiêu năm rồi ạ? Đúng rồi, đã sử dụng dịch vụ cũng bao nhiêu 2 tuổi rồi. Hai tuổi rồi. Thế là fan cứng từ 2 năm rồi à? Fan cứng mấy năm chứ? Dạ, con em được 2 tuổi thì phải 3 năm rồi, 4 năm, 3 năm rưỡi rồi chứ chị. Phân cứng 3 năm rưỡi. Cô này phân cứng 3 năm rưỡi. Ok, bây giờ về nhớ là uống với một ly nước buổi sáng. Dạ. Và một ngày một viên. Dạ. Khi mà mình mở ví dụ cái buổi sáng mà quên thì chưa được. Dạ. Tối thì không được đúng không? Tối cũng được luôn. À được luôn. Thực ra chị vẫn uống tối mà. Tại vì ban ngày chị quên mất. Đúng rồi, em hay quên lắm bởi vì đôi lúc mình sáng mình quên. Bảo buổi sáng ấy, nhưng mà có nhiều người ngủ nướng, bà bầu người ta ngủ nướng ấy, người ta cũng uống buổi trưa, người ta hỏi bác sĩ là có uống buổi trưa. Thực ra là bảo buổi sáng thì tốt nhất thôi, nhưng mà uống buổi nào cũng được. Chị nhớ ra là uống. Dạ. Nó không ảnh hưởng giấc ngủ và nó men mà. Dạ. Cho nên chị uống buổi tối, chị nói luôn. Bác sĩ và chị uống buổi tối. Chị là người uống buổi tối. Ok. Chị. Em cảm ơn.